Hey yo, các bạn ơi, hãy ngồi vào vị trí đi nào và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vòng xoay khủng long ngay đi nào. Ok, bây giờ vòng xoay bắt đầu rồi. Hôm nay là những chiếc xe khủng long. Và ô đầu tiên đó là một cái xe màu tím tím. Đây, mình đã thấy ngọn lửa phép thuật cháy lên rồi. Ok, và cùng nhau lấy ra xem coi bên trong chiếc xe tím này sẽ có con khủng long gì đây. Và hóa ra đó là một con khủng long Gigantosaurus này các bạn ơi. Wow, con này trông thật là hung dữ quá đi. Đây, nó có cái miệng rất là to với những cái răng sắc nhọn. Wow. Và những cái mảng màu loang lổ trên lưng rất là đẹp luôn kìa các bạn ơi. Ok, và bây giờ chú khủng long này chạy đi đây. Và đang bước ra đây là những con khủng long Gigantosaurus này kìa các bạn ơi. Wow, trông thật là đẹp quá đi kìa. Ok. Rồi. Và bây giờ đây, tiếp theo thì là chiếc xe màu xanh. Ôi, chiếc xe màu xanh này thì có cái con khủng long gì đây? Cùng coi nào các bạn ơi. Ok, và mình sẽ lấy ra cho các bạn xem đây nha. Và đó đây rồi, đó chính là một chú khủng long Stegosaurus này các bạn nè. Wow. Đó, có những cái gai rất là dài ở trên lưng của nó luôn cái kia. Cái đuôi của nó có những cái gai rất là dài nữa ha. Ok. Rồi. Và hãy nhìn kìa, coi là một con khủng long rất là hiền lành và đáng yêu luôn đó, đúng không nào các bạn ơi? Rồi, và bây giờ chú khủng long Stegosaurus của chúng ta bắt đầu chạy đi đây. Ok. Và đây là một khung cảnh rất tuyệt vời ở trên một cánh đồng. Và những con khủng long Stegosaurus đang là đi nước, đang là chơi đùa và tắm mát ở đây. Wow, đó, đã tới hồ nước rồi. Đây, và bây giờ tiếp tục vòng quay của chúng ta là xanh à. Là vàng các bạn ơi, một chiếc xe màu vàng. Và hãy cùng coi nào, chiếc xe màu vàng này sẽ có con gì trong đây? Có một con gì có cánh, có cái đuôi rất là đẹp ha. Và mình sẽ lấy ra cùng nhau xem nha các bạn ơi nha. Ok, và bây giờ đây thì trong đó là một con chim này các bạn ơi. Đó chính là một chú chim rất đẹp. Chú chim với đôi cánh to và chiếc đuôi dài của mình. Một con chim huyền thoại. Rất là tuyệt vời. Đây. Ok. Chú chim này chuẩn bị bay đi đây các bạn ơi. Wow, rồi bay lượn rất tuyệt vời. Rồi nha, và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng coi nào. Là xe xanh này các bạn. Hãy coi đây, xe xanh này thì ra con gì đây? Ok, các bạn ơi, và đang chui ra rất là to. Nó là một con khủng long Indominus Rex. Wow, quá là đẹp luôn. Hãy nhìn những cái gai trên lưng của nó kìa. Và hãy nhìn cái miệng to cùng với những chiếc răng sắc nhọn vô cùng. Wow. Đây là một con thú săn mồi cực kỳ nguy hiểm và rất là thông minh. Nó có sự nhạy bén và rất là kiểu... Nó rất
là biết cách để bắt lấy con mồi của mình đó các bạn. Và bây giờ con khủng long Indominus Rex này nó sẽ bước đi đây. Và bây giờ khi cánh cửa công viên khủng long mở ra đây rồi, chúng ta sẽ thấy móng vuốt kìa, và chính là con khủng long Indominus Rex. Wow. À, sặc mùi nguy hiểm luôn nè các bạn. Rồi và bây giờ thì tiếp tục là chiếc xe cam này, coi con gì trong đây vậy ta. Rồi mình sẽ đâm vài cái lỗ này và mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Hãy xuất hiện đi nào. Và các bạn ơi, nó đang dần dần xuất hiện trước mắt chúng ta đây rồi. Wow. Hãy xem kìa, đó là một con T-Rex kìa các bạn ơi. Chú khủng long T-Rex với bộ da dày màu xanh. Wow, rất là đẹp luôn ha. Đó. Chú khủng long của chúng ta là một con khủng long T-Rex, khủng long săn mồi cực kỳ là nguy hiểm. Đấy. Wow, hãy nhìn bộ da sần sùi của nó rất là đẹp luôn ha. Ok, và khủng long T-Rex đã đến giờ đi săn mồi rồi. Đấy, vào đây, nó sẽ bắt đầu bước đi săn mồi, kiếm lấy con mồi của mình. Nhưng không các bạn ơi, nó đã gặp phải một con khủng long T-Rex khác, đó là đối thủ của nó. Và hai con khủng long này bắt đầu chạm trán với nhau rồi. Và nó hút văng một con luôn. Hai con đang đấu với nhau rất là gay cấn đấy nè. Và một con nó đã chiến thắng rồi. Rồi ok, và tiếp theo nữa đây nào. Thì chúng ta sẽ cùng coi trong chiếc xe cuối cùng, chiếc xe tải bí mật màu vàng ngày hôm nay, thì sẽ có cái con khủng long gì xuất hiện nha. Rồi, có vẻ như chiếc xe ngày hôm nay nó rất là nặng nề đây, chắc là nó chở nhiều khủng long lắm các bạn. Ok, mình sẽ lấy ra từng con một. Cái con gì to vậy ta? Wow, là một Therizinosaurus và có một Elasmosaurus rồi. Đây là Sinoceratops và con trung kinh Osaurus này. Tiếp theo nữa thì đó là một cái con khủng long Quetzalcoatlus với cái đầu to và đôi mắt màu đỏ. Đó, cực kỳ là đẹp luôn, rất là tuyệt vời kìa các bạn ơi. Wow. Đó, con Quetzalcoatlus này nó bay rất là cao, bay rất là xa và bay rất là nhanh đó. Nó được xem là một trong những con khủng long bay to bậc nhất trong thế giới khủng long. Ok, rồi, Quetzalcoatlus lại bay đi rồi. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ được thấy đây là một con trung kinh Osiris đẹp ơi là đẹp. Wow, có những cái gai dài, thịt là dài luôn kìa. Đó, cái cổ của nó cũng dài nữa các bạn, đây là con khủng long ăn cỏ nha. Ok. Đó, chú khủng long của chúng ta rất đẹp với những cái gai dài và cái người màu cam, màu xanh rất là thú vị nha các bạn. Wow. Đó, các bạn nào ở đây thích khủng long trung Kingosaurus không đây? Hi.
Rồi rồi rồi. Và bây giờ tiếp theo sau khủng long chung Kingosaurus thì sẽ là con khủng long nào tiếp tục các bạn muốn được mình giới thiệu nữa đây? Ok, và tiếp theo mình sẽ review chú khủng long Sinoceratops cho các bạn xem. Đây là một con khủng long ăn cỏ luôn, màu nâu rất rất là đẹp nha. Wow, có một cái sừng đằng trước nè. À, nó còn một cái tên gọi nữa rất là hay, đó chính là độc giác long đó các bạn. Màu nâu cực kỳ là tuyệt vời. Đây 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 đây, và một cái phần giáp đầu phía trước nha các bạn. Rất là cứng luôn, con này nó hút cũng khá là mạnh đấy. Rất là nguy hiểm cho những con nào dám tấn công nó. Nhưng mà thông thường thì khủng long Sinoceratops vẫn đánh thua khủng long T-Rex thôi các bạn ạ. À, vì khủng long T-Rex quá mạnh. Rồi, và bây giờ tiếp theo. Thì ở đây chúng mình đang được gặp một con khủng long biết bơi và nó chính là Elasmosaurus nha. Ha. Chú khủng long Elasmosaurus này với những cái vây bơi to, thịt là to và cái cổ rất là dài luôn đó nha. Đôi mắt thì là màu đỏ cực kỳ là đẹp. Wow. Đây 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 đây. Bốn cái vây bơi to như thế này thì nó sẽ giúp con khủng long này nó quậy nước bơi rất là nhanh. Rồi, bơi đi, bơi đi, bơi đi nào. Ha. Tiếp theo đây nữa thì có một con khủng long màu đỏ, ơi là đỏ. Và hãy nhìn nó kìa các bạn ơi, móng vuốt dài như thế. Thì nó chính là cái con khủng long Therizinosaurus. Wow, quá là đẹp luôn, con Therizinosaurus màu đỏ này các bạn. Đấy, 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 đấy. Cái đuôi nó cũng dài quá ha. Và nó có tới 6 cái móng vuốt dài, ơi là dài và rất là sắc nhọn. Wow, đôi mắt của nó sao đen thế này. Hãy nhìn sâu vào đôi mắt đen này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đẹp nha. Có một cái phần màu xanh xanh trong đôi mắt nữa kìa, đó chính là cái phần mắt màu xanh của nó. Ok, và rồi Therizinosaurus rất chạy đi. Wow, và bên này có rất nhiều khủng long các bạn ơi. Wow, có vẻ như ở đây vừa xảy ra một trận đại chiến giữa những con khủng long này thì phải. Rất là nhiều những con khủng long và đây là một con khủng long T-Rex màu xanh. Ồ, quá đẹp các bạn ạ. À, không biết là tại sao lại có nhiều khủng long như thế này đây. Quá là ghê các bạn ơi, các bạn có biết tại sao không nào? Thôi thì mình hỏi thử chú khủng long Ankylosaurus này xem. Và Ankylosaurus nói rằng, à thì ra là những con khủng long đang chờ chúng ta đến đây chơi cùng. Wow, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời đúng không nào? Ngày hôm nay ở đây có rất nhiều những người bạn khủng long của chúng ta. Và bên này Ankylosaurus đang là bị một con T-Rex siêu to tấn công. Wow. Hai bên đánh nhau rất là gay cấn luôn kìa. Wow, và hai con có vẻ như đều bị thương rất là nặng. Và lúc này con Ankylosaurus đã quyết định chạy đi rồi. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta hãy gặp một con khủng long T-Rex màu vàng đây. Wow, con T-Rex này rất là mập. Ha. Và còn đây nữa thì có một con khủng long Carnotaurus này các bạn nè. Một chú khủng long Mosasaurus nữa đây, quá là đẹp luôn.
ơi, cái miệng siêu to khổng lồ. Ha 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 ha. Rồi và tiếp theo nữa thì chú khủng long mô xa sầu rớt này, nó sẽ đi mất tiêu mà bây giờ lại nhường chỗ cho con khủng long Giganoto sầu rớt của chúng ta đến đây. Ha ha. Ok ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ được gặp có một con khủng long Apatosaurus cổ dài thiệt là dài đó, và bốn cái chân to thiệt là to luôn nha. Đấy, cái cổ dài chưa, và đây là con khủng long rất là hiền lành luôn. Ok, và các bạn ơi, bên này thì mình đang thấy con T-Rex đang tấn công một con khủng long Apatosaurus của chúng ta. Quá ghê, quá ghê. Rồi, đây chính là Elasmosaurus đang là bơi đây nè. Đó. Cái vây rất là to đúng không, mà đôi mắt đỏ luôn. Oh, wow, và các bạn ơi, có Megalosaurus. Con Megalosaurus này màu vàng trông rất là chói lóa. Yeah, và bây giờ đây thì chúng ta đang thấy con chú khủng long này, một con khủng long trung kỳ Osiris màu mè hoa lá hẹ. Tiếp theo là khủng long T-Rex màu nâu. Wow, cái miệng nó to quá kìa các bạn ơi. Và bây giờ đây là Quetzalcoatlus Atlas nó cũng xuất hiện ở đây rồi nè. Ok, đó, một con khủng long bay siêu to đấy nhỉ. Cùng với đây là một con khủng long đầu tròn Bachycephalosaurus đây nha các bạn ơi. Oh wow, và Nigersaurus của chúng ta đây rồi. Quá là đẹp luôn, màu xanh lá cây đấy nha. Ồ, và đây là một con kim cong màu trắng à, ha ha. Tiếp đến đó, và bây giờ thì chúng ta đang có là một con T-Rex với cái bộ da sân sùi nhiều gai nhọn, rất là nguy hiểm. Và bây giờ nữa thì có đây Ganotosaurus nha các bạn ơi. Wow, haha. Con Ganotosaurus này có đôi mắt màu vàng và hai cái sừng dài thiệt là dài luôn kìa. Ok, và bây giờ tiếp theo thì chúng ta đang có đây chính là chú kinh cong rất to màu đen với một cái lông tay của mình dài như thế kia. Wow, và đây là con T-Rex con với cái đầu to ơi là to đấy. Ok, và tiếp theo đây chúng ta sẽ coi là một con khủng long T-Rex màu xanh nước biển với những cái sọc vàng. Wow, cái miệng của nó quá trời là răng sắc nhỏ luôn đấy. Ok, và hãy xem nào, con khủng long này có vẻ như là con khủng long với cái bộ da rất là bóng bẩy nhỉ. Rồi, và bây giờ nữa thì là Theresinosaurus của chúng ta rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Wow. Đúng là Theresinosaurus trông cực kỳ là nguy hiểm ha.
Bởi vì con này không những có răng sắc nhọn mà nó còn có những móng vuốt như thế này đây. Wow. Ok, và bây giờ nữa chúng ta sẽ cùng thấy là một chú khủng long này chung kinh hồ sống rất. Quá là đẹp luôn, cái cổ dài nhỉ. Rồi và bây giờ nữa chúng ta sẽ thấy đây chính là có một con Elasmosaurus nữa đi nè. Nãy chúng ta đã gặp một con rồi đó các bạn ơi, các bạn có nhớ không nào? Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục nữa là một cái con Herasaurus. Wow, Herasaurus này có cái đầu gật gù trông rất là hay luôn. Ok, và bây giờ là Mamoturosaurus đây nè. Wow. Chúng ta sẽ thấy đây chính là khủng long T-Rex màu xanh lá cây. Và các bạn ơi, đây chính là Indominus Rex đầu đàn. Và tiếp theo nữa đây các bạn ơi, nó chính là con khủng long Giganotosaurus đầu đàn luôn. Đây, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón những người bạn của chúng ta, đó là khủng long Giganotosaurus nha. Wow. Rồi, ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy con T-Rex con và con này khủng long Allosaurus màu xanh nè ông. Và rồi đây là một con khủng long T-Rex màu xanh lá cây nha. Ôi, và chúng ta có khủng long Sticky màu lông nè. Con đây, con Dimitrodon này, cái người nó mềm quá các bạn này, ấn vô được luôn, he, rất là ghê. Và tiếp theo thì có đây, đó chính là một cái con khủng long Spinosaurus siêu to khổng lồ. Wow, và đây, chung kinh con Saurus của chúng ta. Có một anh chàng khủng long Carcharodontosaurus. Và bây giờ nữa thì có đây là một cái con khủng long Carnotaurus các bạn ơi. Wow, Gigantosaurus này rất là đẹp nha. Ok, và chúng ta lại gặp một con Stegosaurus to ơi là to. Và đây, Triceratops nè các bạn nè. Wow, con khủng long T-Rex màu xanh lá cây rất là đẹp. Ok, và chúng ta đang có Velociraptor. Ôi, đây là những con Velociraptor rất là đẹp nè. Và nó là một con khủng long tìm đấy con. Và một con bé khủng long
Indomie nó còn kỳ nhưng kỳ là đáng yêu luôn đi nè, ha ha. Wow. Chúng ta đã có con Triceratops và nó đang dính lên một con chim hổ à. Rất là hay luôn. Và bây giờ tiếp theo chúng ta đang thấy, ôi đó là cái con Stegosaurus nè. Wow, và đây là Sinoceratops. Ok, có rồi. Cái con khủng long Pyroraptor Parasaurolophus chứ. Aha, Triceratops. Còn đây nữa nha, một con Parasaurolophus đầu đàn cực kỳ đẹp. Nó lại lăn trở lại rồi. Rồi, đây, khủng long Ankylosaurus. Ôi, chà, có Rhinosaurus đây này các bạn ơi. Wow, con T-Rex màu đỏ rực này thật quá đẹp nè các bạn ơi, đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Và bây giờ là con cá mập biển sâu à, đôi mắt đen. Ok, nào chúng ta đang có Giganotosaurus. Và bây giờ thì là cái con khủng long Bayasaurus này, haha. Mình rất là thích khủng long Bayasaurus luôn đó. Và tiếp theo đây là khủng long Amegasaurus. Mình cũng rất thích Amegasaurus luôn. Và rồi đây là Velociraptor. Có Coelophysis con mặt ở đây. Đây là con Therizinosaurus con. Và rồi là một con khủng long Spinosaurus. Và có lẽ rằng là video của chúng ta ngày hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi sau của Vòng Xoay Khủng Long nha. Đừng quên like, subscribe kênh để đừng bỏ lỡ những video mới tiếp theo và những con khủng long cực kỳ đẹp nha các bạn. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.